chẳng qua là cái vợ của thằng Vũ này bức xúc quá rồi cả như là mới điện qua Lệ Nguyễn để mà tâm tình đó, bắt đầu là cả như cũng phải có một mẫu chuyện ở đó chứ. Có nghĩa là anh Lợi bữa nào anh đi em cái vụ này đi em vụ kia, có nghĩa là nó có một câu chuyện nói cuối cùng mà cái câu chuyện đấy là nó chưa có sự dàn xếp đấy. Đi tới người ta để tìm hiểu xác minh mà không thông báo người ta trước, đùng đùng chạy xuống, tôi nói quý vị có gặp không, rồi đùng đùng chạy xuống loạn choạng Lợi Nguyễn trả tiền xe thí bà nậu luôn đấy. Nó đã nói rằng bản thân nó không có khả năng để trả đó, mà chưa liên lạc với bên dưới kia mà dám là thuê cái xe đi, rầu cái như là mời cả Lợi Nguyễn đi. Tôi nói bây giờ nếu mà cái như là xuống đó loạn choạng là cái như là chẳng qua nhìn lại đó, cho nên Lợi Nguyễn là chọn phương án là đi xe máy, tôi nghe an toàn ok đó, chứ không xuống đó nó đè là thâu cái như là kẻ bốn người ba người hai nó chết bà nậu luôn nhé. Khi nào đó mời người ta nhóm khả năng kinh tế mà có không đó rồi mời đó, cho nên mời người ta mà không có một cái hạch định ở trên rồi, chưa có một cái sự dàn xếp trước gì đó, có nghĩa là hẹn hò người ta chứ. Ngày đó tôi xuống đó rồi cái nhà cô thế nào đấy, rồi tiền đó cô có trả giùm con được hay không, đồ tự dưng là đi xuống đó mà khăng khăng đấy mà cái nhà chưa chi mà cầm đèn chạy trước ô tô đấy, ghen quá rồi cái hóa bậy bé. cổ bức xúc, cổ là từ ở dưới là Bình Long, cổ lên á, cổ là cổ biết ông Vũ, cổ biết cô Kim Anh từ hồi xưa giờ, mà tại sao giờ Kim Anh lại nghe lời ai mà xúi giục mà bây giờ lên hãm hại ông Vũ như vậy, thì cổ lên chiều. Tôi nói quý vị, cái vấn đề đây tôi nghĩ là không có nghe lời ai hãm hại, chứ Vũ nó cũng chẳng phải là một người gọi là cái như là nổi tiếng gì, đúng không? Đấy, có nghĩa rằng cái như là bây giờ bạn nghe vào cái ruột của bà, có nghĩa là bây giờ cái ruột đang đói mà tiền là thằng Vũ đang giữ, thì bây giờ cái nghe cái ruột của mình là cái nó đói quá rồi phải lên mà tìm nó đòi nợ chứ, nghe ai rồi nghe ai mà cái đưa cả cái danh dự mình ra là cái tố thằng Vũ nó hấp diêm, có ai mà dạy đến mức mà đi nghe người khác mà để đem cái danh dự mình ra đánh đổi không quý vị hả? Bé bé vô bé hỏi cả bé đúng Vũ, anh nói đúng Vũ, có nghĩa rằng bây giờ có nghe ai đi chăng nữa, nếu mà tôi ví dụ trường hợp đã xấu nhất là cô có nghe một người khác đã xúi giục thì không bao giờ mà đưa cái danh dự mình ra để mà cái như là đánh đổi trong cái phi vụ này. Bây giờ tự dưng là nó nghe ai mà đẩy cái mình ra, bây giờ nó là mình bị thằng Vũ hấp diêm. Tôi nói quý bà con, tôi nói cái chi cho liên quan vấn đề đấy là cái như là một cái sĩ diện rất lớn. Nó mặc cảm. Đấy. Mà nghe ai? Có nghe ai cũng phải có sự kiểm soát. Đằng này cô là một người giáo viên nha, chứ không phải cô là một người là không có trình độ. À, ít ra thì cô cũng phải hiểu cái nào nên nói, cái nào không nên nói, cái nào đúng, cái nào sai. Tự dưng đi nghe người khác mà đem cái danh dự mình ra để trêu đùa là nghe nghe chi, đó không? Hoa đó, thì bây giờ cái ý của cổ là giờ cổ mẹ mẹ cái mẹ nó mới muốn là ông Vũ với lại cô Kim Anh gác mặt một lần để mà Đúng nói chuyện rồi. cho rõ luôn đó. Bây giờ Bây giờ miễn sao á mà cứ thuyết phục được cô Kim Anh mà gặp và cái nhân vật đó chấp nhận cho quay phim thì Lê Nguyễn mới đi. đúng rồi À, còn không cho quay phim Lê Nguyễn cũng không có đi đâu, thì tự chị ghi âm hoặc làm gì đó tùy chị ha. không chị cũng bắt buộc phải quay phim mà ghi âm luôn nữa, vừa quay phim vừa ghi âm luôn, mà muốn theo muốn lợi thì theo là lợi chỉ làm một người em với tư cách một người em đi theo để mà quay phim ghi âm thôi, tại vì cái cô bên này cô cũng nói mà cô nói là bắt buộc phải ghi âm lại nếu như cô Kim Anh làm đúng. Cô nào, vấn đề là cô nào, cái cô mà suối đi xuống Cần Thơ à, xuống Cà Mau hay là cái cô ở tại Cà Mau đó, đã xuống đó mà không, người ta nói là cái như là biết địch biết ta là trăm trận trăm thắng mà bây giờ chưa biết là cái tâm ý người ta thế nào mà đã đi mời kể như là khách mời đi xuống đó ta tham dự rồi mà đã tính cái đường là quay lén, đường là ghi âm rồi, tôi nói trớt quớt rồi đấy, trớt quớt rồi quý vị. Cho nên cái vấn đề ở đây đó, cái nhân chứng mà nó nhân chứng mà bây giờ nó để mà đi xuống Lệ Nguyễn xuống đó, tôi nói là may mà bữa vừa rồi Lệ Nguyễn mà gật đầu tôi nói xuống là cái việc đầu tiên ấy, là Lệ Nguyễn phải giúp tiền túi ra trả tiền xe là cái chắc rồi đó, còn việc thứ hai là loạn chọn là cái bao luôn cả tiền ăn tiền khách sạn đấy, đi xuống không có một cái gọi là kể như là tính toán, không có một cái gì hoạch định chờ sẵn hết, mà cái quằn quằn cuối cùng là cái đi xuống để tìm một con người chấn ra gì để xác minh.
Mà trong khi đó tất cả mọi vấn đề ở đây là nó đã rất rõ ràng. Đó, chỉ cần bây giờ Vũ với cô Kim Anh ra chỉ là hai mạch một lời. Đấy, rồi những anh em chẳng qua là đặt những cái câu hỏi rồi hai bên trả lời. Thế là cả nhà để có một cái hướng giải quyết ôn hòa. Thì sự việc những ngày vừa qua là nó im rồi quý vị. Chứ ai đâu mà bây giờ cái như là gặp con vợ thằng Vũ nữa, nó dễ bên này, nó dễ bên kia. Mà nếu mà con vợ thằng Vũ mà biết trước được vấn đề đó thì ra đó chắc thay Vũ đi. Đấy, ra đó chắc thay Vũ nè. Cần chi mà rủ cái như là đi đông đi tây làm chi quý vị. Nó tốn thời gian mà tốn cả tiền bạc, nó không có cái ý nghĩa. Đó. Mà tôi nói bây giờ cái mốc thời gian mà bây giờ cô Kim Anh có gặp thằng Vũ từ lúc nó có còn nằm trong lòng mẹ đi chăng nữa thì cũng không có một cái giá trị. Cái giá trị ở đây người ta nói là không phải là cái mốc thời gian, mà người ta nói ở đây là cái tiền anh có nợ tôi hay không, anh có hấp diêm tôi hay không. Đấy. Chứ còn không cần thiết là phải là cái mốc thời gian anh gặp tôi như thế nào. Đó, bây giờ đó, cái những cái đó phải làm rõ. Chứ còn bây giờ cái lên đánh lừa dư luận rồi cái đẩy cô này vào cái chơi cái chiêu trò là mượn dao giết người, mượn dư luận để mà tấn công về tinh thần cô này. Đó. Có nghĩa là đẩy sang một hướng là cô này ghen, cô này có cái như là có tình cảm với Vũ, có cái như là có tình ý với Vũ. Rồi để cộng đồng mạng chửi rồi cái như là già muốn lái máy bay. Đấy, già muốn tìm phi công trẻ. Rồi người ta chửi mấy ngày vừa qua đó, tôi nói quý vị là những ngày vừa qua mà không có những kênh mà lên để mà cái như là giật cái như là cái dư luận từ thằng Vũ đưa ra. Tôi nói cô mà anh cũng là bây giờ nó thật sự chắc cũng là cái, cũng khó sống rồi. Áp lực dư luận, áp lực xã hội. Đó. Chơi gì chơi kỳ đấy. Mình cũng từng ngửa tay nhận tiền của người ta trong những lúc mình cơ hàng. Đến bây giờ, cái giai đoạn là người ta gọi là tuổi già cuối đời rồi. Đó thì đúng hay sai thì ngồi lại với nhau để mà tìm một hướng giải quyết. Anh nói bây giờ là cái như cả tất cả các đoạn ghi âm, anh nói để anh giải quyết, để anh giải quyết, chứ không biết là anh giải quyết cái gì mà lên kết luận. Thế tôi hỏi anh Vũ, bây giờ mày giải quyết cái gì? Nếu như mày không rõ đầu đuôi câu chuyện mà giải quyết gì, trong đó tao có nghe vấn đề đó là cả như cái rẫy và 120 triệu, phù hợp với tất cả những cái gì mà thằng Vũ nó chia sẻ trong những ngày vừa qua. Nó cũng biết là cô Kim Anh có cấm cái rẫy mà. Đó. Nó cũng từng nói là cô Kim Anh dẫn người lên đòi nợ mà. Mà cuối cùng là trong một cái giây phút đó mà vừa đòi nợ vừa đi mượn nợ. Đồ. Cái miệng thằng đây tôi nói quý vị. Cái lưỡi nó lật qua lật lại là quá nhanh. Đó. Lúc đầu là bắt đầu anh nói là cái như là cô Kim Anh từng lên cái như làm mượn nợ anh. Anh không cho. Bắt đầu là cái như là quằn qua quằn lại uống vài chén rồi cái như đi với thằng nào đó lên đòi nợ. Một thằng cái như mù chữ mà lúc nào cũng là dớ cái giọng là dân dân trí thức đòi là đòi văn bản thôi. Mày cái biết chữ quái chi mà cái văn bản ra mà làm gì? Mày yện cái lưỡi đó mà liếm à. Bắt ghét quá vậy. Nó thiệt. Thì phải bắt ông Vũ trả cái số tiền 390 triệu đó. Ừ. Nếu như mà ông Vũ sai thì bắt buộc cô Kim Anh phải lên mạng đính chính lại và đồng thời trả lại danh dự cho ông Vũ. Ừ. Thì cái người mẹ này họ nó tào lao chứ. Đi xuống nhà bả một lần ra ba mặt một lời đó rồi cái nhà trắng đen rõ liền đó mà. Cần chi mà phải đi xuống Cà Mau rồi cái nhà lên xin lỗi cái gì? Hả? Muốn xin lỗi xin phải như bây giờ đi xuống chỗ công an chỗ khu vực cô lưu trú đó. Đó. Thế tự nhiên bà con thấy nó dở người không quý vị? Con vợ thằng Vũ đó nó quá dở hơi. Đó. Tự nhiên bây giờ cái chuyện đó mà cái như đi xuống tận Cà Mau rồi nhờ mẹ nuôi của cô Kim Anh. Mà tôi hỏi quý bà con có khẳng định là bà này có phải là mẹ nuôi cô Kim Anh không, cái quan trọng. Đấy. Rồi xuống đó rồi toan rập nhau rồi cái như đẩy cô một cái thế nữa. Tôi nói quý vị là cái đậu quần luôn. Đấy bây giờ đó xuống dưới đó là cái như là dù sao chỗ anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng là một cái nơi uy tín. Đấy cũng đáng tin tưởng để xuống đấy để mà cái như là đối chất. Thật là nếu bây giờ nói thật sự không thì bây giờ ra cái đồn công an. Tự dưng là cái dễ dời ra đi xuống Cà Mau. Đấy, xuống Cà Mau mà không có kinh phí đi. Đấy, xuống Cà Mau rồi người cô cái ban phải lo. Đồ, lũ bay chơi cũng khôn quá chứ. Đi rủ người ta đi mà cả như nói thật sự bay rủ khéo. Rủ người ta đi là bay phải có kinh tế. Đó. Bay mở tiệc, bay mời người ta tới dự là bay phải bỏ tiền túi ra cái đã. Còn cái việc mà người ta góp cái như tiền mừng là cái chuyện nó khác. Đồ mở tiệc ra mời người ta mà cứ nghĩ bây giờ là cái như là chờ người ta tới là bao nhiêu tiền mừng đây. Chơi quá khôn.
đấy, đã mở tiệc người ta phải chấp nhận, đấy, mở tiệc mời phải chấp nhận chi phí đó mình lo. Rủ người ta đi mà các cái khánh định xuống đấy, các người lo, đồ ai lo? Lợi Nguyễn lo hả? Họ là mẹ của cô Kim Anh và họ nói chuyện như vậy là công bằng, lợi công nhận không? Ok, thì Lợi Nguyễn cũng chấp nhận cái điều đó mà, nếu mà thật sự mình không có đó. Mình thì mình cứ đối chất với người ta thôi chứ đâu có gì xảy ra. Mà cổ cần bắt, cổ cần bắt buộc là phải khai luôn cả cái người mà dẫn cô Kim Anh đi lên đội hiệp sĩ. Tại vì cô Kim Anh hoàn toàn là cổ không biết cái chuyện cái đội hiệp sĩ này, nhưng mà phải có người. Ủa em ở cái thời kỳ nào đó? Hằng ngày cái như là công trần như là chỗ anh Hải đang biết bao nhiêu clip trong đó có số điện thoại mà. Đúng không? Chỉ cần chỗ nào có wifi hay chỗ nào có sóng 3G là cái nhân muốn tìm thông tin gì là nó đơn giản lắm. Đó. Mà nó giống như là cái cô Kim Anh này cổ lú vậy, giống như cô Kim Anh là cái như là hồi giờ cổ không biết hết trơn á. Đó. Mà bây giờ nó là có người dẫn đi. Tôi nói chỉ cần là hỏi điện hỏi một cái là người ta cho địa chỉ là cái bút ráp chạy tới thôi, hay gọi xe ôm chạy tới thôi, đơn giản mà. Cái chi mà diễn giải cho nó khó rồi em. Đó. Mà vì sao? À, nếu mà theo vợ chồng em nghĩ là ai là người hại em? À, ai người hại thì bây giờ em nằm trong cái nghi vấn đó. Nếu mà em anh nói thật nè, nếu mà chồng em nó không sai nha, thì kể như là em khuyên thằng chồng em á, nó phải xuống tận địa phương của cô Kim Anh để làm rõ, thì em mới là một người vợ tốt. Đấy. Chứ không phải em lên em dẫn dắt dư luận theo một cái hướng có lợi chồng em để em chà đạp một bà cụ. Em hiểu không? Đấy. Tự dưng là mình dù sao cũng là cái như là một người vợ, nhưng mà một người vợ mà thấy thằng chồng mình á, nó có một cái dấu hiệu gọi là lén lén lúc lúc nó không dám ra đối diện đó, thì mình phải đặt một câu hỏi lớn, chí mặt liền, vì sao ông như thế? Đấy. Đừng nói chuyện bây giờ cái như là tự dưng là cái việc này nó đơn giản, mà lại không khuyên thằng chồng mình ra để mà đối chất, mà lại đi cái dẫn dắt dư luận hết cái hướng này đến hướng khác. Vũ mà nếu bây giờ đó, anh nói Vũ nè, em không có thì em phải chứng minh là em không có. Đó. Mà bây giờ nếu mà bây giờ ấy thì phải ba mặt một lời. Đó. Chứ anh thấy là cái như là trong quá trình mà cái như là em đi lại với cô Kim Anh là cô Kim Anh có cho tiền em, đã có cúng dường em, là đây là thể hiện em có sự bị bệnh nghe. Em không có tu, không có đồ gì hết, em không phải là nhà sư mà em nhận cái tiền em gọi là tiền cúng dường là em tào lao lắm rồi. Ví dụ nè đó, nhàn dẫn sắp xếp để mà cô Kim Anh lên đội hiệp sĩ nhà, bây giờ muốn cô Kim Anh khai luôn cả cái người nhàn dẫn sắp xếp ra luôn nữa. Nhưng mà quan trọng em nói cái vấn đề chính ở đây á, là cái thứ nhất á, là chị đã liên hệ được với người mẹ nuôi đó chưa? Rồi. Ok. Cái vấn đề thứ hai là người mẹ nuôi đó đã liên hệ được với cô giáo hay chưa? Thì bây giờ đó. Cô nói là để từ nay đến chiều cô trả lời nè. Ok. Nếu mà chắc quốc luôn, chắc quốc luôn. Có nghĩa ghen quá quý vị, có nghĩa là ghen quá, cứ nghĩ là bà đây bà nhảy vô là bà phá hạnh phúc của mình. À, rồi cứ như là nhảy đông đỏng lên là gọi Lợi Nguyễn liền, cho nên là khi mà thấy Lợi Nguyễn lên phát là nó xuống một chồng. Anh ư là anh ư, em thấy Lợi Nguyễn là thế này, anh phải mời Lợi Nguyễn lên cho bằng được. Cuối cùng là Lợi Nguyễn lên, những ngày vừa qua bà con chữ Lợi Nguyễn quá trời. Cái này gọi là cái như là Lợi Nguyễn là vô lòng địch. Đấy, vô làm địch để mà cả như là môi thông tin. Đấy, cho nên cái đây là bà con cũng hết sức thông cảm. Đó, chỉ có như vậy đấy, chỉ có như vậy mà những ngày vừa qua là cái bản chất thằng Vũ nó thể hiện rất rõ trong những cái clip mà nó nói chuyện. Đấy. Chứ còn tôi nói quý vị mà không mà tìm cách đó thì cả như là cái thông tin những ngày vừa qua chúng ta nghe toàn là thông tin một chiều từ cô Kim Anh, cho nên không có một cái phản hồi nào từ Vũ cả. Nhưng mà cũng chính từ vấn đề đó mà Vũ nó lên phát ngôn qua tất cả những cái mà Vũ phát ngôn. Dĩ nhiên khi nó phát ngôn là nó sẽ bảo vệ cái danh dự của nó trước, nó bảo vệ cái quyền lợi nó trước, và cũng chính từ những cái vấn đề mà nó càng bảo vệ là nó càng lòi cái đuôi ra. Đó. Tôi nói quý vị cái như kim mà bỏ trong bọc mà cái lách cho cố. Đó. Kim bỏ trong bọc mà cái nó cầm cái bọc nó rấy ra, tôi nói quý vị rấy vài cái là kim bung ra liền à. Mà thằng Vũ đang chơi chiêu bài đó, có nghĩa rằng cái như là ảnh cố tình anh bảo vệ anh, thì anh đưa ra rất nhiều cái luận điệu, mà trong tất cả cái luận điệu này là nó trớt quớt, có nghĩa rằng nó không có xuông một câu chuyện và nó không có cái sự logic.
Bắt đầu là cả vợ, cả em ruột, cả cái như là bà già nó luôn lên cũng có những cái nói, thì lúc đầu mình nghe thì mình có một cái sự nhận định. Đây, bắt đầu là càng nói là càng trớt quất, càng nói là càng lòi ra trơn trời. Thì bây giờ cái mà bây giờ Vũ là thể hiện một cái gọi là, tôi nói thật sự, chưa có một người đàn ông nào mà dám làm. Có nghĩa là bây giờ là anh trốn một người phụ nữ mà cả như là sáu mấy tuổi. Mình là một người đàn ông mà bây giờ nó thật sự, sinh năm 82 thì bây giờ nó khoảng là 41 tuổi đúng không vậy? 41 tuổi. Mà đi trốn cái bà cụ là cả như là 68 tuổi. Cái kỳ mấy? Ta phải đối diện ra gặp bà cụ là cái như là thể hiện cơ bắp mình chứ. Nghe trong điện thoại là cái như là ghê lắm quý vị, nghe trong điện thoại là nó hét một tiếng là gọi là hét ra lửa đó. Nghe trong điện thoại là xem như cô Kim Anh không dám cả như là có một cái gọi là đáp trả, nó chỉ biết vâng và dạ. Cậu thầy vâng dạ tất cả kiểu, không dám cãi ý của Vũ, cãi ý Vũ Vũ tắt máy. Mà trong vấn đề đây là có thật sự là cái như là chú nợ đang quỳ lại con nợ. Chỉ cần là con nợ nói là cái như nói đông là không dám cãi tay. Chơi cái bài đó tôi hỏi quý vị là không ai chơi lại, không ai chơi được. Có liên hệ được, gặp mặt ở đâu, ở Long Khánh, Long gì đó thì cứ liên hệ với Lê Nguyễn. Đó, và cho một cái giờ cụ thể thì Lê Nguyễn sẽ tới, ok? Rồi, ok. Vậy hay lại ha. Rồi. Nhưng mà từ nay tính là lúc mà gặp được Lợi đừng có lên clip gì nữa nha Lợi. Để mà cho. Vì sao lại cấm Lợi Nguyễn? Đó. Có nghĩa rằng thế này quý vị, cái bài con bé này là tôi đập ra vị ở đâu? Đó, có nghĩa rằng cái như là Lợi Nguyễn lên clip rồi tôi hốt ra, bắt đầu là tôi mổ xẻ. Là càng bố xé là càng lòi ra là cái chiêu của thằng chồng đó. Đó, cho nên là cái mục đích của chị này đó quý vị, điện thoại tới là cái chiêu đi Cà Mau chẳng qua là một hư chiêu thôi. Đấy, để mà dụ Lợi Nguyễn, là khuyên Lợi Nguyễn đừng nên lên clip. Vì càng lên là tôi càng mổ. Đó. Cho nên là cái chiêu bài là qua để mà điện Lợi Nguyễn, để mà cái như là tung ra một cái chiêu là sắp tới sẽ đi Cà Mau để là xác minh này, xác minh nọ, xác minh kia, nhưng cuối cùng đó là cái hư chiêu. Muốn là để mà trấn an cho Lợi Nguyễn có một cái niềm tin là chắc ăn cái kèo này sẽ giao cho Lợi Nguyễn. Để đi cùng xuống như là chỗ là cái như là Cà Mau để xác minh cái sự việc này. Đấy, cho nên bà con thấy không? Cuối cùng một phát là chị lòi ra cái như là nguyên y xì luôn. Đấy. Trong quá trình mà nói tôi nói quý vị, đi xuống Cà Mau mà nó không có một cái thông tin gì, thậm chí dưới đó như thế nào, chồng của nó đã bàn bạc qua hay chưa, và đi tất cả mọi cái phương tiện đi lại nó cũng chưa có một kế hoạch gì. Có nghĩa là đây là một trong những cái là cái như là điện qua để hứa hẹn Lợi Nguyễn một cái vấn đề, để Lợi Nguyễn kể như tạm thời những clip này chưa đăng lên để tiếp tục tìm đường đối phó. Đó. Dễ gì cưng, dễ gì. Anh em bây giờ đứa nào nó có sạn đầu hết rồi mà cái chẳng lẽ không nhìn nhận ra cái vấn đề này. Đó, cho nên cái vấn đề đây quý vị tôi thấy là rất kỳ. Đó. Bây giờ cứ lên cộng đồng mạng là cái như là anh Vũ nhà em anh oan lắm. Anh Vũ nhà em là nói thật sự có người hãm hại. Có người hãm hại anh Vũ nhà em. Mà bây giờ nói thật sự, ủa hãm hại thì bây giờ mình cái như là ra thử một lần đấy. Dám không? Dám ra không? Đó. Để chứng minh đi với cộng đồng á. Là những ngày vừa qua là Vũ là đang bị hãm hại. Đó. Mà tôi hỏi quý bà con, mướn bây giờ Vũ không dám bao giờ đem ra. Dễ gì ra. Có những cái mà thực sự quý vị không chấp nhận được cái kiểu đó. Thưa quý vị thì cái cuộc trò chuyện hôm nay thì tôi cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi cũng dừng tại đây nha quý vị. Chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Dạ, bà con nào chưa like thì vui lòng like giúp cho Lang Thang Sài Gòn một lượt like để cho cái clip có sự lan tỏa với bà con ha. Và cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại bà con vào những cái cuộc trò chuyện tiếp theo. Bye bye quý bà con.